Phản bội vợ. Anh cần giặt đồ gì ạ? Tôi muốn giặt sạch chiếc áo này. Ồ, đây là loại áo đắt tiền. Anh muốn giặt khô hay giặt nước ạ? Tôi cũng không rõ. Giặt thế nào cho sạch là được rồi. Chắc lần đầu tiên anh mang đồ tới tiệm giặt là hả? Vậy cửa hàng sẽ giặt khô áo này giúp anh nhé. Vậy giặt khô có sạch được vết này không cô? Tôi hiểu, chúng tôi sẽ phải xóa sạch dấu vết trên chiếc áo này. Cô đừng hiểu lầm, không phải như cô nghĩ. Hết 100.000, 3 ngày nữa tới lấy đồ. Alo? Giang... Anh... Anh Trung, em đã làm gì có lỗi với anh chứ? Sao lại đối xử với em như vậy? Em không có lỗi. Lỗi là ở anh. Một tháng nay, anh như bốc hơi khỏi mặt đất. Điện thoại không liên lạc được. Chỗ làm cũng chuyển. Nếu không phải em có bạn làm tại khách sạn này, em đã... Anh định đánh mặt em suốt đời sao? Anh xin lỗi, Giang à. Chúng ta đừng sai lầm nữa. Anh có phải là anh Trung không? Chẳng phải anh đã nói không xa em, không thể sống thiếu em sao? Anh còn vợ, con và gia đình, anh đã có lỗi với họ. Vợ, người mà anh đã từng nói là đã hết tình, chỉ sống cùng vì nghĩa cơ mà. Và em mới là làn gió tươi mới, khiến anh thấy lại thanh xuân và niềm vui cuộc sống. Phải, anh, tất cả là do anh đã sai đường. Anh đã ích kỷ sống theo cảm xúc của mình mà không nghĩ cho vợ. Cô ấy cũng có một tuổi thanh xuân đã dành hết cho chồng con. Không, đừng nói nữa, em không muốn nghe. Anh Trung ơi, cứ thế Giang nhé, anh phải về đúng chỗ của mình. Anh thật lòng mong em hạnh phúc. Khi nãy có một cô gái tên Tâm nói là khách mời của anh, mà em thấy không có quen. Cô ấy chính là người anh đã kể với em. Tôi tới lấy đồ là một chiếc áo. Tôi nhớ anh rồi, anh mang tới giặt một chiếc áo dính vết son môi. Thế đồ của tôi xong rồi chứ? Anh chờ một chút. Tôi rất xin lỗi, nhưng tiệm chúng tôi không thể giặt chiếc áo này cho anh. Chúng tôi xin hoàn trả lại tiền và mong anh thông cảm. Hả? Sao lại làm ăn kiểu gì vậy? Cô phải nói tôi ngay từ đầu chứ. Thật là lãng phí thời gian. Ngay từ đầu, anh nói yêu vợ, rốt cuộc anh vẫn lừa dối chị ấy. Tuổi thanh xuân chị ấy dành cho anh có gọi là lãng phí không? Cô biết gì mà phán xét việc của người khác hả? Ở đây, chúng tôi chỉ giặt sạch quần áo chứ không thể gội sạch lương tri, anh biết không? Những hóa chất này chỉ đánh bật những vết bẩn. Chúng tôi không thể xóa mờ kỷ niệm và giũ sạch tình nghĩa vợ chồng. Cô, nếu anh không còn muốn bên vợ mình, thì hãy nói thật với chị ấy. Thay bằng tìm cách giấu giếm, lấp liếm, tới khi chị ấy được biết sự thật, vừa bị phản bội, vừa bị lừa dối, thì nỗi đau sẽ lớn gấp đôi. Tôi, nếu biết được sự thật, chắc cô ấy sẽ sốc và buồn lắm. Tình yêu không có chỗ cho sự giả dối. Tôi mong anh hãy suy nghĩ kỹ và quyết định đúng đắn để cuối cùng không phải hối hận như cha tôi đã từng. Cha cô, cha mẹ tôi đã cùng nhau mở tiệm giặt là này từ ngày tôi còn nhỏ xíu. Bên nhau từ những ngày gian khó, tới khi gây dựng được cửa hiệu, cha tôi lại thay lòng. Là một chủ tiệm giặt là, ông luôn biết cách xóa sạch những vết in hằn của cuộc tình vụn trộm trên những chiếc áo. Nhưng mẹ tôi, với trực giác của người phụ nữ, đồng thời cũng là người chủ hiệu, bà nhận thấy sự trắng ra một cách vô lý trước những chiếc áo cũ của chồng. Và rồi... Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Vậy ra... Cô ấy chính là Tâm, cô gái ở tiệm giặt là. Anh Trung, em chào anh chị. Khi nãy chị chưa biết em, thì ra em chính là Tâm, người đã giúp anh chị có ngày hạnh phúc như hôm nay. Cảm ơn em nhiều lắm. Sau khi bị trả lại tiền và chiếc áo, anh đã suy nghĩ về những lời em nói. Anh quyết định thú nhận mọi việc với Lan và chị đã tha thứ cho anh ấy.
Em đã là một người phục vụ tôi, nhưng đã làm được một việc hữu ích đúng không ạ? Thật lòng chúc anh chị hạnh phúc. Cuộc phỏng vấn của thần chết. Xin chào. Tôi đang ở đâu thế này? Cậu đang ở phòng làm việc của tôi. Tôi đang lái xe trên đường về. Đợi chút. Tôi trông thấy ánh đèn pha của một cái xe khác. Đúng rồi. Và ngay lập tức cậu đi thẳng đến văn phòng của tôi. Không thể nào. Hầu như ai gặp tôi cũng nói câu đấy. Mời anh ngồi. Chúng ta có một cuộc phỏng vấn trước khi anh thực sự rời sang thế giới bên kia. Trời ơi, tôi đã chết ư? Không thể nào. Uống nó đi, nó sẽ giúp anh khá hơn. Ông cho tôi uống gì vậy? Thần dược giảm sốc, bí quyết gia truyền của gia đình tôi. Thôi nào, chúng ta phải nhanh chóng vào việc, tôi không có nhiều thời gian. Đằng nào tôi cũng đã chết, còn việc gì để làm nữa? Tôi ở đây để giúp những người xa lìa trần thế được thanh thản. Nào, nói cho tôi biết về điều anh hối hận nhất. Hối hận ư? Từ điển của tôi không có hai từ hối hận. Cả đời của anh không hề hối hận một lần nào à? Đúng, tôi là một nhà kinh doanh thành đạt. Tôi có vợ hiền, các con học giỏi cấp quốc gia. Cả một đời tôi đã luôn cố gắng để không phải chạm mặt với hai từ hối hận. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ cho anh một vài ký ức trong cuộc đời của anh để anh được một lần nữa gặp lại các người thân của mình. Đến thăm thầy của con ở trường, bố nhớ về nhé. Chắc chắn rồi. Muộn rồi, con không đi ngủ đi. Con phải học để giành được giải thưởng. Như vậy bố sẽ rất tự hào. Hôm nay tôi bận nên không về được. Anh thay giúp em bóng đèn nhà tắm nha. Nó hỏng rồi. Anh phải đi làm rồi, để đó anh thay sao? Anh không ăn cơm đâu. Mà sao cái mặt em bí xị như thế? Có mỗi việc nhà cũng không xong. Tết này con nó lại bận không về được rồi ông à. Bình tĩnh nào, chúng ta là đàn ông mà. Trong đời mỗi người ai cũng từng mắc sai lầm, mà sai lầm thì phải biết hối hận. Hối hận là xem xét lại những việc đã làm để ta nhận ra những sai lầm và mong muốn không mắc lại chúng nữa. Hối hận thúc giục ta sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra, nếu còn có thể. Ông nói thế có ích gì nữa? Làm sao tôi có thể sửa chữa lỗi lầm khi mình đã chết? Đúng, anh đã chết, nhưng tôi ở đây để giúp anh nhận ra những điều mình đã bỏ lỡ. Anh có thể quay lại từ biệt những người anh thương yêu lần cuối. Hãy nghĩ trong đầu nơi anh muốn tới. Cảm ơn ông. Lỗi. Con yêu mẹ. Nào, đến lúc rồi. Cảm ơn ông nhiều. Không có gì đâu. Giờ thì đến lúc lên đường rồi. Đi ngủ thôi. Hy vọng cho đến sáng không còn cuộc phỏng vấn nào. Chiếc camera sự thật. Bác ca, cậu Khoan chưa về được. Vào phòng tôi có việc cần gặp. Ừ, vâng, thưa ngài. Mệt thật. Cả ngày làm việc căng thẳng, thật không thể thở nổi.
Mà tự nhiên thời gian gần đây mình cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Mỗi khi bước về nhà, Selena, cô ấy luôn cau có với mình. Nhưng vẫn phải về nhà thôi. Chết rồi. Anh đã về muộn thì cũng phải biết ý giữ trật tự chứ. Không biết nhà là có con nhỏ hay sao, em đã phải ngồi ru mãi con mới chịu ngủ cho đấy. Ừ, anh có để ý đâu. Tại nhà cửa bừa bộn nên anh mới vấp phải thôi. Nhà cửa bừa bộn là do em đấy, anh không phải nhắc. Một mình anh đi làm đã đủ mệt lắm rồi, em chẳng được lời nào động viên, toàn khiến anh mệt mỏi hơn. Ờ, em lấy cho anh thêm một chút súp đi. Anh tự lấy đi. Em sao vậy Selena? Ăn xong anh tự dọn dẹp phần đĩa của mình, em đi ngủ trước đây. Cô ấy có bị làm sao thế chứ? Sao lại đối xử với mình như thế? Thật khó hiểu. Vợ với con thật khó chịu. Ta phải đi làm lo kinh tế cho cả nhà, áp lực đủ thứ, vậy mà về nhà lại không thấy dễ chịu chút nào. Em làm gì thế? Con nhỏ đang quấy khóc ban đêm, em ngủ riêng với thằng bé ở phòng bên cạnh. Anh cứ ngủ trong phòng đi cho đỡ ồn ào, mai còn dậy đi làm nữa. Cô ấy có còn là Selena nữa không vậy? Cô ấy thay đổi một cách chóng mặt luôn. Em mệt lắm, còn phải trông thằng bé đêm hay thức dậy đòi sữa. Anh ngủ đi. Anh thật tệ, mắc à. Một mình anh đi làm đã đủ mệt lắm rồi, em chẳng được lời nào động viên, toàn khiến anh mệt mỏi hơn. Anh tự lấy đi. Em ngủ riêng với thằng bé ở phòng bên cạnh. Anh cứ ngủ trong phòng đi cho đỡ ồn ào, mai còn dậy đi làm nữa. Cô ấy vốn không phải như vậy, hay cáu giận, dễ nổi nóng, lạnh nhạt và chỉ muốn tránh xa chồng. Thật bất thường. Không lẽ... có lẽ cô ấy đã ngủ rồi. Bác à, anh có muốn dùng bữa trưa với chúng tôi không? Cảm ơn, mọi người cứ ăn trưa đi, tôi sẽ ăn sau. Chắc chắn là Selena đang giấu mình điều gì đó rồi. Phải dùng đến cách này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Anh, may mà có anh, chứ không mẹ con tôi không biết làm thế nào khi bồn cầu hỏng nước tràn ra như thế. Dạ, không có gì ạ. Sao anh lại về giờ này? Có chuyện gì à? Anh quên một vài giấy tờ, anh về lấy rồi đi ngay đi. Thì ra anh ta là thợ sửa điện nước. Mình thật vội vàng không để ý. May quá, suýt tí nữa thì hành động ngớ ngẩn rồi. Để bật camera lên xem hôm nay em làm những gì nào Selena. Có lẽ mình không nên đa nghi thế chứ. Chắc chắn Selena không làm gì để mình thất vọng đâu. Hả? Đừng quái quỷ gì thế này. Zoom to camera lên xem sao. Vẫn là gã đàn ông hôm qua ư? Gã ta lại đến nhà mình làm gì? Không lẽ... Ôi trời ơi, Selena, cô điên thật rồi. Đây chính là lý do em lạnh nhạt với tôi sao? Em kéo gã đàn ông kia vào phòng ngủ chúng ta để làm gì vào buổi trưa thế này chứ? Tất cả đều là kế hoạch tinh vi của cô cả. Được lắm Selena, bao lâu nay tôi vất vả đi làm vì ai? Gánh nặng tài chính đè hết lên vai tôi, vậy mà cô ở nhà nhân dịp trông con để làm trò săn bẫy sau lưng tôi. Lần này cần phải về nhà ngay lập tức. Selena, kẻ phản bội. Cẩn thận, cẩn thận. Cảm ơn các anh rất nhiều. Không có gì, nhờ có cả người hàng xóm tốt bụng này của cô, tôi mới có thể giúp cô nhanh được. Giờ thì ổn rồi, cô có thể yên tâm. Tạm biệt cô. Anh ta đúng là tay thợ giỏi. Dạ vâng. May hôm qua tôi có mời anh ta đến sửa ống nước. Anh ấy có nói thứ gì cũng có thể sửa được, nên tôi lại phải gọi đến sửa nốt cái cánh tủ trong phòng. Nhưng vì nặng quá nên lại phải phiền đến cả anh. Xin lỗi anh nha. Không sao, cô cần gì cứ gọi tôi. Thực ra cũng vì chồng của tôi bận quá, mấy lần định bảo anh ấy nhưng cứ về đến nhà là anh mệt nhoài, nên tôi cũng không nỡ bắt anh ấy làm những việc đó. Cô nên thông cảm cho chồng cô, anh ấy hẳn rất bận. Dạ vâng. Ôi trời ơi,
Mày mới là điên mắt à. Mày mà chưa làm điều gì điên rồ hơn. 1 giờ trưa rồi mà Selena vẫn chưa dùng bữa trưa. Hả? Jimmy. Jimmy nghịch lắm, làm mẹ sợ quá. Giờ thì ổn rồi con trai. Hóa ra công việc làm mẹ toàn thời gian của vợ, hoàn toàn không dễ chịu như mình vẫn nghĩ. Anh về lúc nào mà em không hề biết thế? Vợ ở nhà vất vả lắm phải không? Đầu gối của em có đau lắm không? Sao anh biết đầu gối của em bị đau? Không sao, em chỉ vô ý trượt ngã nhẹ thôi mà. Selena, anh xin lỗi. Đầu nãy anh vô tâm và ích kỷ, không nghĩ vợ cũng bị stress vì việc nhà. Tính khí em thay đổi cũng là điều dễ hiểu thôi. Vậy mà anh đã nghĩ sai về em. Thực ra cũng có phần lỗi của em. Đáng lẽ em nên chia sẻ thật lòng mình để anh hiểu hơn. Mỗi khi anh đi làm về không làm việc nhà nên em hay cáu bẳn đó. Giá như cả hai chúng ta chịu bình tĩnh ngồi xuống chia sẻ thật lòng thì những mâu thuẫn không đáng có suốt thời gian qua đã không xảy ra phải không em? Chúng mình cùng thay đổi vẫn chưa muộn mà. Giờ anh có giúp em việc nhà không? Có chứ, em sai cái gì anh cũng làm hết. Gặp phải cao thủ. Ở thị trấn nọ, có một tay đại bợm sống bằng nghề ăn trộm đã hơn 10 năm. Hắn rất tài, lại lắm mưu nhiều kế. Một khi đã có ý định lấy của ai thì dẫu giữ gìn như thế nào hắn cũng cổm được. Nhìn sang trọng mà tay nải lại nặng thế kia, chắc là nhiều tiền lắm đây. Ông không biết chưa, ở thị trấn này kẻ trộm như rươi. Tôi đã có sẵn một cái hòm lớn để khách trọ ai có đồ đạc gì thì gửi vào đây, khóa chặt lại rồi nằm lên trên. Ông cứ đưa tay nải để chúng tôi cất vào hòm cho. Không cần đâu, tôi có của mà lại không giữ được hay sao? Không dám phiền đến ông. Vậy xin khách quan hãy cẩn trọng. Với chẳng chó, đi chỗ khác mà bắt chuột đi, cho ông buồn ngủ. Chắc nó đi rồi, ngủ tiếp thôi. Ê, trời ơi, lại là con mèo khốn kiếp lúc nãy, ta phải đích thần đứng dậy bắt mày mới được. Chỉ có một viên sỏi, mà đợi mãi có thấy con mèo nào đâu. Tiếp vậy. Trời ơi, tay nải của ta đâu rồi? Chủ quán đâu? Tay nải của tôi đã không cánh mà bay rồi. Đấy, tôi đã nói rồi, tại ông không nghe lời tôi đó chứ. Tôi đã bảo tên trộm đó rất tinh vi rồi. Được, khá khen cho hắn có tài nghệ. Vậy bây giờ tôi sẽ đưa ông đi báo quan nha. Không cần đâu, là lỗi của tôi. Tôi đã chủ quan không nghe lời ông. Tôi sẽ tự tìm lại của đã mất, không cần trình báo đâu thôi. Chó phát ra từ phía bắc, chắc chắn hắn chạy về hướng đó. Chó thấy người vội chạy qua mới sủa như thế chứ. Ai? Đàn em được tin đêm nay đại ca được lộc to nên đến xin chia một tí. Thằng nào đấy? Mày định đến trêu ông à? Để ông ra cho mày một trận bây giờ. Ông thấy mày rồi, chạy đâu cho thoát. Ôi trời ơi. Xưa nay chưa có ai bị trộm mà lấy lại được đồ như ngài, quá là hiếm có. Xin chúc mừng ngài. Cảm ơn ông đã quá khen. Xin hãy nhận đồ để làm đệ tử ạ.
Nhưng mà anh là ai? Sao tự nhiên đến gặp tôi bái sư? Tôi làm nghề này đã hơn 10 năm nay. Thường nghĩ tài nghệ của mình thế này đã là rất mực. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Xin ngài hãy nhận tôi làm đệ tử. Tôi đâu phải theo nghề này đâu, mà anh lại bái tôi làm thầy. Ngài đừng khiêm tốn. Ngón nghề của ngài, mưu mẹo của ngài quá cao siêu. Lấy lại tay nải trong tay tôi dễ như trở bàn tay. Nếu không phải theo nghề này thì làm sao có thể ra tay nhanh và gọn như thế ạ? Chẳng giấu gì anh, đúng là tôi cũng theo nghề này từ nhỏ. Nhưng xét thấy không có hậu nên đã bỏ lâu rồi. Chỉ vì anh lấy của ta nên ta mới bất đắc dĩ đem nghề cũ ra đối phó thôi. Thế sao? Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nên anh tiếp tục làm nghề này thì ắt sẽ có ngày trả giá. Tôi thấy anh cũng là người thông minh lanh lợi, chi bằng cùng tôi đầu quân giúp nước ra ngoài đánh giặc được không? Đến tài giỏi như ngài còn phải giải nghệ. Thế tôi xin nghe theo ạ. Thế là từ đó tên Bợm bỏ hẳn nghề trộm cướp, quyết tâm đi theo vị khách nọ để làm việc có ích cho nước nhà. Bánh rán bọc đường. Thời tiết sắp Tết rồi mà sao nóng thế? Cô ơi, mua bánh rán đi cô. Bánh rán bọc đường tôi mới làm sáng nay đấy cô ạ. Ngon lắm. Bánh mới làm hả chị? Vậy cho em 2 cái. Cô ơi, cô lấy cả 10 ngàn nhé. 10 ngàn 5 chiếc cô ạ. Cô yên tâm, bánh tôi mới làm ngon lắm. Thôi được rồi, nhanh nhanh lên chị ơi, nắng quá. Anh à. Vâng, em đến bến xe rồi nè. Vẫn chỗ mọi khi anh nhé. Vâng, anh cứ lái xe bình tĩnh. Không sao, em đợi được mà. Em mới mua bánh rán ăn tạm đây rồi. Con cái nhà ai mà cứ tự nhiên như ruồi thế không biết. Đúng là thiếu ý thức. Hải à, mẹ vẫn đang đi nhặt hả? Có muốn ăn bánh không? Cô lấy cho nè. Này có rồi hả? À có rồi, vậy ăn đi nha. Cô đi bán hàng tiếp đây, chiều về nhớ ghé cô nhé. Đi ăn nhờ người khác mà cứ như kiểu của mình vậy. Sao trẻ con bây giờ ranh mảnh thế? Còn một chiếc cuối cùng, để xem ý thức của nó đến đâu. Nó mà ăn nốt chiếc cuối cùng này thì mình cũng đến sốc. Trời ơi, có cả những chuyện như thế này nữa sao? Nực cười quá đi mất. Đây mới là túi bánh của mình. Vậy là nãy giờ mình ăn bánh của em bé. Và em ấy đã chia cả chiếc bánh cuối cùng cho mình. Vậy mà mình đã nghĩ những điều không tốt. Em à, chị mua thêm bánh nữa rồi này. Chị em mình cùng ăn nhé. Em cảm ơn chị. Chị cũng thích ăn bánh rán bọc đường giống em à. Ngọt lắm đúng không chị? Ừ, ngọt lắm em à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.